Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Cái chủ đề của video ngày hôm nay nó luôn luôn là một cái niềm đam mê, cái sở thích của mình khi mà mình bắt đầu bập vào cái thế giới mùi hương này. Mình không hiểu tại sao, có thể là do cái tính cách của mình. Tuy nhiên, từ những cái ngày đầu thì mình đã luôn luôn thích tìm những chai ngon bổ rẻ đó. Có lẽ là bởi vì là xuất phát điểm khi mình bắt đầu mình chơi nước hoa thì cái nghèo nó làm cho cái định hướng của mình lúc đấy là đã xác định mình ít tiền thì mình sẽ phải tìm những chai ngon bổ rẻ. Còn khi mà bắt đầu lúc mình cũng thế thôi, ai cũng thế thôi. Ví dụ khi mà chúng người mới bây giờ chẳng hạn, mà chúng ta có dư giả về tài chính thì chắc chắn rằng chúng ta cái định hướng chúng ta đã khác. Còn mình thời điểm đó thì tiền không nhiều, cho nên là ngay từ lúc đấy là mình đã xác định là mình luôn thích những chai ngon bổ rẻ cho nó kinh tế đó. Thì anh em nghe thấy là cũng đã biết rồi, trong cái chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến mấy cái anh em top những chai nước hoa giá rẻ hoặc ít nhất là giá mềm, bởi vì có thể trên giá đô thì nó khác nhưng ship ở Việt Nam thì nó là một cái câu chuyện khác. Nhưng tự chung lại là những chai giá rẻ và chất lượng thì rất là ổn áp, còn ngon hay không thì nó phải phụ thuộc vào gu của mỗi người. Ok, đấy sẽ là cái chủ đề của video ngày hôm nay anh em mình. Let's go. Trước khi vào chủ đề chính của video thì tôi muốn flex nhẹ với các anh em một chút. Đó là tôi vừa Thierry Mugler Pommade, một chai nước hoa. Tôi nói thật là tôi biết là anh em, nếu mà anh em nào mà chơi lâu ấy thì chúng ta nhìn chai này là biết chất lượng của nó rồi, một cái mùi whisky hảo hạng. Đó, chai này bây giờ cũng không phải là dễ tìm, không hề là dễ tìm. Tuy nhiên thì rất là may mắn thì cái thời gian vừa rồi thì mình đã backup một chai. Thực ra thì mình đã có một chai rồi và cái may mắn là mình đã backup được thêm một chai nữa. Đó thì tất nhiên rồi, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Giờ xịt này sót lắm. Ok. Và chai nước hoa thứ hai đó là Amour Lyric bản Oman. Đúng là hồng. Một mùi hồng nhang đậm chất Trung Đông kiểu thế. Nói chung đây là flex nhẹ với các anh em hai chai, còn một số chai thì thôi. Không, các anh em lại ghét mình. Ok. Flex nhẹ thế đủ rồi. Còn bây giờ anh em mình đến với chủ đề chính của video. Chai nước hoa đầu tiên tôi muốn chia sẻ đến với kênh nghe là một sản phẩm rất là quen thuộc, CK One Shock. Nói thật là tôi cũng không hiểu tại sao chai nước hoa này nó không được bật lên hẳn. Nó không được bật lên hẳn so với mặt bằng chung thị trường. Mặc dù đây là một chai nước hoa tông mùi thuốc lá cộng với một fruity trái cây rất là ổn áp. Nhưng mà nói chung là nó không quá là nổi trội. Đó, rất là khó hiểu. Mặc dù mùi của nó thì rất là, nói chung là tôi thấy là so với mức giá của nó là quá xứng đáng. Nhất là anh em nào, cái nhất còn tin, cái thứ hai muốn tìm một chai mùa đông, và cái thứ ba hiệu năng mùi tốt. Đó, kinh giá nữa. Cái thứ tư là giá nó rất là ổn áp. Một mùi thuốc lá rất là ổn áp, dành cho các anh em không có nhiều điều kiện dư giả về tài chính và thích tông mùi thuốc lá thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là ổn áp. Do vậy chai nước hoa đầu tiên đó là CK One Shock, mùi thuốc lá nói chung là ok. Chai nước hoa thứ hai, Saint John 3 AM, 3 giờ sáng. Về mặt bản chất thì chai nước hoa này trước giờ nó vẫn là Best Cheap Summer, chai nước hoa ngon bổ rẻ dành cho mùa hè. Chỉ có cái đợt này thì mình không rõ là hàng nó hết hay như thế nào thì nó bị đội giá lên thôi. Có nghĩa là nó khan hàng thì giá nó lên, chứ không phải là vốn dĩ hàng là giá của nó hiện tại bây giờ là giá của nó là như thế. Đó thì mình không biết, nhưng mà hôm trước có một người anh em comment ấy, mình biết là bạn đó là ở nước ngoài thì bạn bảo mua có mấy trăm, 400-500. Thế nhưng mà cái này nó phải tùy thị trường chứ không phải là chỗ nào cũng giá như thế. Thì tôi vẫn sẽ bật list ra cho các anh em, bởi vì tôi biết thừa là các anh em bây giờ nhiều chỗ mua. Cho nên là Saint John 3 AM, anh em nếu mà có những cái mối quan hệ ở nước ngoài ấy, đó bạn bè hoặc là biết những cái store nào ở nước ngoài mà có ấy, check xem. Thì nhất là bây giờ là anh em là trong miền Nam ấy thì phải sở hữu chai nước hoa này. Thực sự là phải sở hữu, bởi vì đây là một mùi hương quá là ngon. Quá là ngon, không phải nói nhiều. Saint John 3 AM. Chai nước hoa thứ ba, về cơ bản nó là một chai nước hoa nữ, nhưng mà các anh em yên tâm, nam xài được hết.
nó có tên là Ghost. Anh em nhìn xem đây trông như kiểu hình ánh trăng. Đây là một chai nước hoa có tông mùi là mùi đào và vani. Do vậy anh em nào, cái thứ nhất chúng ta thích một cái mùi hương unisex, và cái thứ hai dạng kiểu tông mùi đào, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn ngon bổ rẻ cho các anh em. Ngày xưa mình đã nhớ có một người anh em hỏi mình là anh có biết chai nào mùi đào không, mình đã thấy rất là buồn cười rồi. Đó là ông nam, ông lại hỏi tôi là nước hoa nam mùi đào thì đào đâu ra. Hồi đấy mình đã buồn cười, nhưng mà về sau này mình tìm hiểu nước hoa nữ, mình mới phát hiện ra là có rất nhiều những chai nước hoa nữ rất là ngon, rất là ngon. Và từ hồi đấy là mình đã thay đổi hẳn cái tư duy của mình. Thực ra thời gian này là mình đào sâu nhiều hơn về nước hoa nữ, và rất là may mắn thời gian vừa rồi mình đào được cũng rất là nhiều chai ngon nước hoa nữ, và Ghost là một trong những chai nước hoa như thế. Tuy nhiên nó phải đáp ứng được hai yếu tố. Cái thứ nhất là các anh em phải thích mùi unisex, và cái thứ hai chúng ta thích cái tông mùi đào. Mùi đào đó thì đây là một mùi hương rất là ngon, đặc biệt là xài trong những ngày đang rất hơi se se lạnh ngoài Bắc này thì rất là tuyệt vời. Cá nhân mình ấy, đó thì Ghost chai nước hoa thứ 3. Chai nước hoa thứ 4, Hey and Fresum, một mùi hương của tre. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cái thứ nhất, ông nào thích một cái phong cách classic, điềm đạm. Cái thứ hai, dùng để đi làm. Và cái thứ ba, ví dụ như là trong Nam đang mùa nóng ấy, thì dùng chai nước hoa này nó là một cái option rất là ngon. Ngon bổ rẻ theo đúng nghĩa, bởi vì chai nước hoa này cũng là một thuộc dạng càng nóng thì ngửi mùi càng ngon. Và rất là lịch sự, lịch lãm nhé, không phải là cái đồ rẻ tiền. Các ông đừng nghĩ rằng là hãng vô danh thì mùi hương cũng tỷ lệ thuận thì nhầm to. Một cái mùi hương rất là lịch lãm, rất là sang và giá rẻ. Tuy nhiên, như mình đã nói, nó đòi hỏi ba yếu tố. Cái thứ nhất, các anh em phải có một cái phong cách, nói chung là lớn lớn rồi. Không phải là già, nhưng mà cũng phải gọi là điềm đạm chín chắn. Và cái thứ hai là như ngoài Bắc bây giờ đang lạnh thì xài không hợp, nhưng trong miền Nam đang nóng thì xài ok luôn. Nên các anh em thoải mái đi. Đó, Hey and Fresum. Chai nước hoa thứ 6 lại là một chai nước hoa dùng trong mùa hè. Fashionable Regatta CK1 Chromazero Nautica Voyage, một combo mix hết vào trong chai nước hoa này. Có một số các anh em đã sau đó đã mua chai nước hoa này của mình và đều có một cái đồng quan điểm rằng đây là một chai nước hoa rất là ngon dùng trong mùa hè. Thì anh em miền Nam chúng ta nếu như mà đang vất vả tìm kiếm một cái mùi hương xài mùa nóng thì đây, một vũ khí siêu hạng dành cho các anh em. Fashionable Regatta. Chai nước hoa thứ 6, Roma Uomo của nhà Laura Biagiotti. Đây là một mùi hương đậm chất classic. Đậm chất classic. Thì anh em nào nếu mà tò mò chai nước hoa này thì chúng ta sẽ phải có hai cái gạch đầu dòng mà chúng ta sẽ phải biết. Đó là nó chỉ hợp xài lạnh. Đó, xài ngoài lạnh ấy, giống như ngoài miền Bắc này. Và cái thứ hai chúng ta phải tầm từ, nói chung là có một lại một cái phong cách classic cổ điển. Thì ôi mẹ ơi, xì con này áo sơ mi quần nâu rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Nhưng mà nó cái nhất là nó phải hơi lạnh giống như ngoài Bắc, và cái thứ hai cái quan trọng nhất là chúng ta phải có một cái phong cách nó lớn rồi thì xài con này rất là đẹp. Nó không hợp cho tuổi teen, hoặc là chúng ta có một cái gì đấy nó năng động hoặc là như thế nào đấy thì nó nói chung là nó hơi đá nhau kiểu như vậy. Còn lại thì sẽ là một cái mảnh ghép rất là đẹp cho các anh em nào đang ở ngoài Bắc lạnh lạnh rồi. Và cái thứ hai classic, ok, Roma Uomo. Và chai nước hoa cuối cùng tôi muốn chia sẻ đến với kênh em, đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Banana Republic, và nó có tên 17 Oud Mosaic. Đây là một mùi hương sử dụng trầm, nhưng nó có sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Đó, nó không hẳn là một mùi thuần trầm của Trung Đông, mà nó có cái hơi hướng hiện đại. Đó, nó ngửi chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng và nó vừa đủ, nó không quá là đậm đà. Thì mình nhớ là mình vẫn hay nói rằng
đây là một chai nước hoa có là giống như kiểu cho bạn nào có cái sự khởi đầu, một trong những chai dành cho các anh em nào muốn có cái sự khởi đầu về tông trầm thì nó sẽ rất là phù hợp. Bởi vì nếu như mà chúng ta không cẩn thận ấy, mà xịt những chai nặng đòn thì chúng ta sẽ rất dễ bị dội như thế nào đấy. Còn ở chai nước hoa này thì như mình đã nói, nó là một cái sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, và cái mùi hương nó không hề là rẻ tiền, thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái lựa chọn cũng không hề đến nỗi nào. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với kênh Top những chai nước hoa ngon bổ rẻ đó. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Nếu như anh em nào còn có biết thêm chai nào nữa thì hãy click được, làm ơn hãy comment ở bên dưới để mình có thể nghiên cứu, và biết đâu mình lại tìm thêm những chai như thế nữa để giới thiệu đến với các anh em còn lại. Ok, rất hy vọng các anh em thấy thích, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.